Tháng 6 năm 2021, thông tin nam diễn viên Trần Tử Đan góp mặt trong John Wick phần 4 đã dấy lên nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số tỏ ra thích thú khi được xem hai ngôi sao võ thuật nổi tiếng chung một khung hình. Số khác không ưa Trần Tử Đan nhưng vì mê John Wick nên vẫn chấp nhận, mong hai người này sẽ ngược chiến tuyến để tần nhau ra bã. Số còn lại thì chúng tôi nói không với Pháp Sư Trung Hoa. Câu hỏi được đặt ra là Trần Tử Đan đã làm gì mà lại có đến nhiều anti như vậy? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình nhìn lại quá khứ bất hảo của nam tài tử được đạo diễn Cảnh Vệ Quốc nhận xét là cao thủ trên màn ảnh nhưng là kẻ tiểu nhân ngoài đời. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào! Mối thâm thù với Lý Liên Kiệt. Cả Lý Liên Kiệt và Trần Tử Đan đều cùng tuổi, sinh năm 1963, nhưng xét về thời gian theo học tại trường Thập Sát Hải thì Trần Tử Đan phải gọi Lý Liên Kiệt là sư huynh. Bởi Lý Liên Kiệt theo học ở đây từ khi mới lên 8 tuổi, dấn thân vào con đường võ thuật như một cách giúp mẹ bớt gánh nặng, một mình nuôi 5 người con cùng cha mẹ già ốm yếu. Trần Tử Đan thì đến năm 15 tuổi mới được mẹ là võ sư Mạch Bảo Thuyền đưa về Bắc Kinh bái Ngô Bân làm sư phụ. Tại trường võ thuật Thập Bát Hải, Lý Liên Kiệt luôn được bạn bè quý mến bởi tính tình điềm đạm, chịu thương, chịu khó, biết mình, biết người. Chưa kể, Liên Kiệt còn rất tài năng khi vượt qua hơn 1.000 ứng viên để được bái Ngô Bân làm sư phụ, trái với đàn anh Trần Tử Đan là học viên ngoài Trung Quốc, đại lục đầu tiên thường xuyên tự nhận mình là người Mỹ, lại có mẹ nổi tiếng nên tính tình ngạo mạn chẳng ai ưa nổi. Nhiều khi Trần Tử Đan còn ngông cuồng, không coi trọng sư phụ. Có lần, thầy Ngô Bân đã tức giận đến nỗi đuổi Trần Tử Đan ra khỏi lớp vì thái độ hỗn hào của anh. Lý Liên Kiệt vốn cũng không có hào cảm với Trần Tử Đan cho lắm. Tuy nhiên, vì trong trường không cho phép các võ sinh được ẩu đả vì bất cứ lý do gì nên anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cơn giận dữ của môn sinh họ Lý bùng phát khi Trần Tử Đan thách đấu anh cũng như các đồng môn khác. Trận đấu ấy diễn ra bí mật và chỉ có một vài võ sinh bị thách đấu chứng kiến. Trong trận chạm trán này, Trần Tử Đan còn chưa kịp thi triển võ công đã bị Lý Liên Kiệt hạ knock out, khiến Trần Tử Đan hộc máu nước mắt ra vì uất ức và hối hận. Sau này, cả Trần Tử Đan và Lý Anh Kiệt đều là những ngôi sao thành danh. Vì cũng theo dòng phim võ thuật nên dù có tránh thì cả hai vẫn phải đụng độ nhau, mà đụng độ không tránh khỏi thương vong. Trong quá trình ghi hình Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt và Trần Tử Đan có cảnh tùy thí bằng cây trúc. Theo kịch bản, Lý Liên Kiệt sẽ đánh phía sau Trần Tử Đan. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt lại đánh vào khu vực mắt trái của sư đệ, khiến Trần Tử Đan phải khâu 6 mũi. Sau đó, trong bộ phim Bom Tấn, Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, cả hai lại tiếp tục đối đầu. Mọi thứ trong lúc luyện tập đều rất ổn áp, nhưng khi thực hiện cảnh quay, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cáp treo cho Lý Liên Kiệt lại sơ ý để đoạn dây cáp của anh bị thiếu 2 mét. Vì vậy trong cảnh vung kiếm, Lý Liên Kiệt lại không may làm bị thương mắt phải của Trần Tử Đan. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Lý Liên Kiệt đã hét lên nhắc cho bạn diễn biết. Trần Tử Đan nghe xong liền sầm mặt tức giận. Cho đến khi ngồi lên vị trí nhà sản xuất phim, Trần Tử Đan và Lý Liên Kiệt cũng chưa buông tha nhau. Khi bộ phim Hoác Nguyên Giáp của Lý Liên Kiệt công chiếu trong một lần tới Đại học Bắc Kinh, Trần Tử Đan đã công khai chê phim này không hay. Ngoài ra, khi bàn về võ thuật, ngôi sao Diệp Vấn cũng thẳng thừng bình luận võ nghệ của Lý Liên Kiệt chẳng có gì thú vị. Huynh đệ tương tàn với Ngô Kinh. Hết sư huynh lại đến sư đệ. Ngô Kinh vốn là sư đệ của Lý Liên Kiệt và Trần Tử Đan. Năm 13 tuổi, Ngô Kinh được đưa đến học Wushu ở trường Thập Sát Hải dưới sự chỉ dạy của võ sư Ngô Bân. Dù bị khiếm khuyết ở ngón tay trái, nhưng nhờ sự chăm chỉ luyện tập và quyết tâm sắt đá, võ công của Ngô Kinh đã tiến bộ rất nhanh. Chính vì vậy nên sư phụ Ngô Bân đã rất tâm đắc với chàng học trò này và nhất định anh sẽ là người thừa kế hoàn hảo của Lý Liên Kiệt. Khi Ngô Kinh chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, rất nhiều đạo diễn đã nhận xét rằng anh chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp đàn anh Trần Tử Đan. Như vậy cũng có nghĩa vị trí của Trần Tử Đan trong dòng phim võ thuật đang bị đàn em đe dọa. Vốn tính kiêu ngạo, Trần Tử Đan không ưa Ngô Kinh. Anh bắt đầu thường xuyên gây khó dễ cho đàn em bằng mọi cách và nói xấu Ngô Kinh với các đạo diễn. Không những thế, Trần Tử Đan còn không ít lần chê bai võ thuật của Ngô Kinh, cho rằng những vận động viên vô địch Wushu như Ngô Kinh đầy rẫy trên đường, đồng thời nhận định Ngô Kinh thua mình về tốc độ và lực đánh. Mối quan hệ căng thẳng của hai người được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Trần Tử Đan cùng đàn em Ngô Kinh tham gia sát phá lang. Nguồn tin nội bộ tiết lộ, Trần Tử Đan sợ đàn em lấn lướt nên nhiều lần khiêu khích để dằn mặt. Trước cảnh quay solo huyền thoại, Trần Tử Đan đã ra đòn thật bằng đoạn côn khiến Ngô Kinh gãy xương. Khi dừng cảnh quay, trong khi Ngô Kinh tỏ ra đau đớn, Trần Tử Đan thản nhiên cười nói vui vẻ. Tranh vai diễn của bạn. Không chỉ với sư huynh, sư đệ còn gây thù chuốc án với hàng loạt anh em trong nghề. Trong đó phải kể đến như Viên Nhật Sơ, em trai võ sư danh tiếng Viên Hòa Bình, từng thủ vai trong nhiều bộ phim như Tiếu Thái Cực, Hoắc Nguyên Giáp, Thiết Quyền Tiểu Sử, v.v. Đang trên đà phát triển sự nghiệp, mọi thứ của Viên Nhật Sơ bỗng chốc sụp đổ vì sự xuất hiện của Trần Tử Đan. Anh ta ngang nhiên giật luôn vai chính của Nhật Sơ trong Đặc Cảnh Đồ Long khi máy quay đã bấm được vài lần.
Cũng từ đây, các bộ phim trong hợp đồng của Nhật Sơ đều bị thay đổi, tên tuổi của anh ngày càng mờ nhạt. Cuối thập niên 1980, vì quá uất ức nên Viên Nhật Sơ từ bỏ nghiệp diễn, đẩy đồng nghiệp vào đường cùng. Trần Tử Đan thực sự là diễn viên vàng trong làng tạo nghiệp. Năm 2012, anh bị đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc tố cáo cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng chỉ là kẻ tiểu nhân ngoài đời. Theo lời Cảnh Vệ Quốc, anh ấp ủ dự án phim Trung Cực Giải Mã từ lâu, đã lên kế hoạch mời Thành Long làm nhà sản xuất, Hàn Canh đóng vai chính. Trần Tử Đan lúc này ngỏ ý xin tham gia, liền được đồng ý ngay, nhưng không ngờ sau đó bằng quyền lực của mình, nam tài tử đã chèn ép Cảnh Vệ Quốc khiến đạo diễn trẻ phá sản. Dự án phim cũng từ đó mà chết yểm. Trần Tử Đan nhiều lần đưa ra yêu sách trên đời, đòi làm giám chế khiến Thành Long không còn chỗ đứng, buộc phải xin ngừng hợp tác. Điều khiến Cảnh Lễ Quốc tức giận nhất chính là việc Trần Tử Đan dùng thủ đoạn liên lạc riêng với đạo diễn Hoắc Diệu Lương. Dù kịch bản của Cảnh Vệ Quốc cải biên thành dự án mới cho chính mình mang tên thân phận đặc biệt Special ID. Trước sự công kích của Cảnh Vệ Quốc, phía Trần Tử Đan đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 5 triệu nhân dân tệ. Nam diễn viên 54 tuổi khẳng định tuyên bố của Cảnh Vệ Quốc không có cơ sở. Lý giải việc Thành Long không tham gia phim là vì bận làm 12 con giáp. Trong phiên xử đầu tiên năm 2015, tòa án cho rằng thông tin từ khía cạnh Vệ Quốc đưa ra là thiếu bằng chứng, xúc phạm danh dự Trần Tử Đan. Đồng thời yêu cầu đạo diễn phải xin lỗi nam diễn viên trên tờ Phương Nam cuối tuần cùng báo Sina. Luật sư của Cảnh Vệ Quốc kháng cáo nhưng không thành công. Không đội trời chung với Triệu Văn Trác. Nạn nhân tiếp theo của Trần Tử Đan là Triệu Văn Trác. Chuyện rằng năm đó, theo kế hoạch bộ phim Special ID, Trần Tử Đan sẽ đảm nhận vai chính kiêm chỉ đạo võ thuật, còn Triệu Văn Trác cũng phụ trách một vai khá nặng ký. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng công bố dàn diễn viên thì bất ngờ có tin Triệu Văn Trác rút khỏi dự án phim. Trần Tử Đan đã tìm cách để Triệu Văn Trác rút khỏi dự án bằng cách tung tin rằng Triệu Văn Trác coi rẻ đồng nghiệp, thái độ yêu sách nên bị hủy hợp đồng chứ không liên quan đến mình. Quyết không để bản thân chịu thiệt, ngay sau đó Triệu Văn Trác mở ngay một cuộc họp báo phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này. Anh cũng khẳng định việc mình bị loại hoàn toàn do Trần Tử Đan sắp đặt. Cụ thể, Trần Tử Đan tự ý sửa đổi kịch bản, không hề thông báo, cắt cảnh diễn của Triệu Văn Trác, tự ý nghỉ 10 ngày khiến ekip tốn tiền bạc rồi tìm mọi cách quy tội cho diễn viên họ Triệu. Tất nhiên, trước đòn phản đam của bạn diễn, Trần Tử Đan vẫn tỏ ra là người vô tội. Từ đó đến nay, hai người vẫn gạch mặt nhau. Một người cha tệ bạc. Các mối quan hệ trong giới của họ Trần đã chẳng có gì tốt đẹp, đến chuyện gia đình cũng là một bể phốt. Năm 1993, Trần Tử Đan quen cô gái làm trong ngành quảng cáo tên là Lương Tịnh Từ, cuối năm thì kết hôn. Sau khi kết hôn, Lương Tịnh Từ từ bỏ sự nghiệp trở về là người phụ nữ ở phía sau ủng hộ cho Trần Tử Đan. Khi đã bắt đầu có tiếng tăm, Trần Tử Đan thường xuyên chán nản vợ và quyết định đường ai nấy đi sau chưa đầy một năm chung sống. Mặc dù lúc ấy, Lương Tịnh Từ vừa phát hiện mình đang mang bầu, anh thanh niên nào đó ở Việt Nam còn chu cấp 5 triệu, Trần Tử Đan một đồng trợ cấp cũng chẳng có. Năm 2013, con trai đầu của Trần Tử Đan và Lương Tịnh Từ phải đưa đi cấp cứu vì tràn dịch màng phổi. Nhưng Trần Tử Đan đã viện cớ bận việc, không xuất hiện một lần để thăm con trai. Sau này, Trần Văn Trác trả lời báo chí rằng cậu sẽ không bao giờ nhận Trần Tử Đan là cha. Và có một sự thật khá là thú vị, vợ của Trần Tử Đan đã lấy tên Văn Trác, tên của Triệu Văn Trác, kẻ thù không đội trời chung của Trần Tử Đan, để đặt tên cho con mình. Đáp lại sự lạnh nhạt từ con trai, Trần Tử Đan cho biết rằng anh không hề vô trách nhiệm với con cái. Nam tài tử khẳng định, sau khi ly hôn, anh đều cung cấp đầy đủ tiền bạc cho vợ cũ và con trai. Tuy nhiên, phản hồi của Trần Tử Đan gặp rất nhiều chỉ trích từ cư dân mạng rằng tiểu nhân thì vẫn mãi là tiểu nhân. Người phụ nữ thứ hai mà Trần Tử Đan công khai yêu đương là Vạn Ỷ Văn, Hoa hậu châu Á năm 1989. Hai người quen nhau khi đóng chung phim truyền hình Tình Võ Môn. Nhiều thông tin cho biết, ngay cả khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, Trần Tử Đan đã quỳ gối cầu hôn Vạn Ỷ Văn. Tuy nhiên, đám cưới không thành vì hai người dần nhận ra tính cách không hợp, thường xuyên cãi vã. Người phụ nữ hiện tại của Trần Tử Đan là Uông Thi Thi. Sau 3 tháng hẹn hò, họ làm đám cưới. Uông Thi Thi là con gái của một ông chủ kinh doanh kim cương, lớn lên trong nhung lụa. Cặp vợ chồng có 2 con gái đầu năm nay 11 tuổi, con bé trai 8 tuổi. Câu chuyện Trần Tử Đan chia sẻ đường lưỡi bò. Việc John Wick phần 4 có sự tham gia của Trần Tử Đan khiến nhiều khán giả Việt Nam quan ngại phim sẽ bị cấm chiếu bởi nam diễn viên này từng chia sẻ ủng hộ đường lưỡi bò. Cụ thể, tháng 7 năm 2016, tòa trọng tài thường trực tại Hà Lan tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các tài nguyên bên trong đường lưỡi bò phi pháp. Ngay sau đó, hàng chục nghệ sĩ của làng giải trí Hoa ngữ, trong đó có Trần Tử Đan, đã lên tiếng ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc. Điều này đã khiến khán giả Việt Nam không khỏi bức xúc. Hai dự án phim mà Trần Tử Đan tham gia là Diệp Vấn phần 4 và Mulan cũng đồng loạt bị khán giả Việt kêu gọi tẩy chay.
Nhiều ý kiến cho rằng John Wick phần 4 mời Trần Tử Đan đóng vì nhà làm phim muốn đánh mạnh vào thị trường tỷ dân để kiếm lợi. Chẳng biết sự tình thế nào, nhưng điều này chứng tỏ dù ngập trong drama, Trần Tử Đan cho đến thời điểm hiện tại vẫn giữ được sức hút và danh tiếng của mình. Theo các bạn, lý do nào đã giúp cho nam diễn viên này trụ vững trong loạt giải trí sau biết bao biến cố? Và các bạn có đón chờ John Wick với sự xuất hiện của Trần Tử Đan không? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận cho chúng mình cùng biết với nhé!